Kinh Trung Bộ 29 Đại kinh ví dụ nói cây. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn tại Vương Xá núi Linh Thiếu, khi đề bà Đạt Đa từ bỏ chúng tăng ra đi không bao lâu. Ở đây, nhân việc đề bà Đạt Đa, Thế Tôn cho gọi các tỳ kheo và dạy như sau: ở đây này các tỳ kheo Có thiện nam tử do nồng tin xuất ra Từ bỏ gia đình, sống không gia đình Ta bị chìm đắm trong xanh, già, chết, sầu, bi, khổ, yêu náo Bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ Rất có thể, toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt được Vị ấy xuất ra như vậy Được nợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, Do nợ dưỡng tôn kính danh vọng này Vì ấy hoan hỷ mán nguyện Do nợ dưỡng tôn kính danh vọng này Vì ấy khen mình chê người Ta được nợ dưỡng như vậy Được danh vọng như vậy Còn các tỳ kheo khác ít được biết đến Ít có uy quyền Vì ấy Vì nợ dưỡng tôn kính danh vọng này Trở thành mê say Tham đắm Phóng giật Do sống phóng giật Vì ấy bị đau khổ chưa tỳ kheo ví như một người muốn được nói cây tìm cầu nói cây trong khi đi tìm nói cây trước một cây lớn đứng thẳng có nói cây người ấy bỏ qua nói cây bỏ qua rắc cây bỏ qua vỏ trong bỏ qua vỏ ngoài chặt cành lá lấy chúng mang đi tưởng rằng đó là nói cây một người có mắt thấy vậy bèn nói thật sự người này không biết nói cây không biết rác cây không biết vỏ trong không biết vỏ ngoài không biết cành lá người này muốn được nói cây tìm cầu nói cây trong khi đi tìm nói cây trước một cây lớn đứng thẳng có nói cây người này bỏ qua nói cây bỏ qua rác cây bỏ qua vỏ trong bỏ qua vỏ ngoài chặt cành lá lấy chúng mang đi tưởng rằng đó là nói cây và người này không đạt mục đích mà nói cây có thể thành tựu cũng vậy ở đây này các tỳ kheo có thiện nam tử vì lòng tin xuất ra từ bỏ gia đình sống không gia đình ta bị chìm đắm trong xanh già chết sầu bi khổ yêu náo bị chi phối bởi đau khổ rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt Vị ấy xuất gia như vậy được lợi dưỡng tôn kính danh vọng. Do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy hoan hỷ tự mãn do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy khen mình chê người. Ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỷ kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Vị ấy vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng giật do sống phóng giật vị ấy bị đau khổ Chư tỳ kheo tỳ kheo ấy được gọi là vị đã nắm lấy cành lá của phạm hạnh vì do vậy vị ấy đã dừng lại nhưng ở đây này các tỳ kheo có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất ra từ bỏ gia đình sống không gia đình Ta bị chìm đắm trong xanh, già, chết, sầu, bi, khổ, yêu não Bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ Rất có thể toàn bộ khổ này có thể chấm dứt Rồi vị ấy xuất ra như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình, chê người Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng giật do sống không phóng dật vì ấy thành tựu giới đức do thành tựu giới đức này vì ấy hoan hỷ tự mãn do thành tựu giới đức này vì ấy khen mình chê người ta là người trì giới theo thiện pháp các tỳ kheo khác phá giới theo ác pháp do thành tựu giới đức này vì ấy trở nên mê say tham đắm phóng dật do sống phóng dật vì ấy bị đau khổ chưa tỳ kheo ví như một người muốn được nói cây tìm cầu nói cây trong khi đi tìm nói cây trước một cây lớn đứng thẳng có nói cây người ấy bỏ qua nói cây bỏ qua rác cây bỏ qua vỏ trong chặt vỏ ngoài lấy chúng mang đi tưởng đó là nói cây một người có mắt thấy vậy bèn nói thật sự người này không biết nói cây không biết rác cây không biết vỏ trong không biết vỏ ngoài không biết cành lá Người này muốn được nói cây, tìm cầu nói cây, trong khi đi tìm nói cây, trước một cây lớn đứng thẳng có nói cây, người này bỏ qua nói cây, bỏ qua rác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi. Tưởng đó là nói cây và người này không đạt mục đích mà nói cây có thể thành tựu, cũng vậy này các tỷ kheo ở đây tỳ kheo vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình Do thành tựu giới đức này vị ấy trở thành mê say tham đắm phóng giật Do sống phóng giật vị ấy bị đau khổ chưa tỳ kheo Tỳ kheo ấy được gọi là vị đã nắm lấy vỏ ngoài của phạm hạnh và do vậy vị ấy đã dừng lại ở đây nhưng ở đây này các tỳ kheo có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình ta bị chìm đắm trong vòng xanh già chết sầu bi khổ yêu náo bị chìm đắm trong đau khổ bị chi phối bởi đau khổ rất có thể toàn bộ khổ ẩn này có thể chấm dứt được rồi vị ấy xuất gia như vậy được lợi dưỡng tôn kính danh vọng vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật, vì ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vì ấy hoan hỷ nhưng không tự mán do thành tựu giới đức này vì ấy không khen mình chê người, do thành tựu giới đức này vì ấy không trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật vị ấy thành tiểu thiền định. Do thành tiểu thiền định này, vị ấy hoan hỉ, tự mãn Do thành tiểu thiền định này, vị ấy khen mình, chê người. Ta có thiền định nhất tâm. Các tỳ kheo khác không có thiền định nhất tâm. Tâm bị phân tán. Do thành tiểu thiền định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm phóng dật Do sống phóng dật vị ấy bị đau khổ, chưa tỳ kheo ví như một người muốn được nói cây tìm cầu nói cây trong khi đi tìm nói cây trước một cây lớn đứng thẳng có nói cây người ấy bỏ qua nói cây bỏ qua rác cây chặt vỏ trong lấy chúng mang đi tưởng đó là nói cây một người có mắt thấy vậy bèn nói thật sự người này không biết nói cây không biết rác cây không biết vỏ trong không biết vỏ ngoài không biết cành lá Người này không, người này muốn nói cây, tìm cầu nói cây. Trong khi đi tìm nói cây, trước một cây lớn có nói cây, người này bỏ qua nói cây, bỏ qua rác cây, chặt vỏ trong mang đi. Tưởng đó là nói cây và người này không đạt được mục đích mà nói cây có thể thành tựu. Cũng vậy này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do thành tựu thiền định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng giật. Vì sống phóng giật, vị ấy bị đau khổ, chưa tỳ kheo. Như vị như vậy vị ấy được gọi là tỳ kheo đã nắm giữ vỏ trong của phạm hạnh và do vậy vị ấy đã dừng lại lại nữa ở đây có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong vòng xanh già chết sầu bi khổ yêu não. Bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ này có thể chấm dứt. Vì ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính tham vọng. Vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính tham vọng này hoan hỷ tự mán. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người, vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức, do thành tựu giới đức vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình chê người, vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở thành mê say tham đắm phóng dật do sống không phóng dật vì ấy thành tiểu thiền định vì ấy do thành tiểu thiền định này nên hoan hỉ không tự mãn vì ấy không vì thành tiểu thiền định này khen mình chê người vì ấy không vì thành tiểu thiền định này trở thành mê say tham đắm phóng dật do sống không phóng dật vì ấy thành tiểu tri kiến vì ấy vì chi kiến này hoan hỉ tự mãn vì ấy do chi kiến này khen mình chê người ta sống thấy và biết các tỳ kheo khác sống không thấy và không biết vị ấy do chi kiến này trở thành mê say tham đắm phóng dật do sống phóng dật vị ấy bị đau khổ chưa tỳ kheo ví như một người muốn được nói cây tìm cầu nói cây trong khi đi tìm nói cây trước một cây lớn đứng thẳng có nói cây người bỏ qua nói cây chặt rác cây mang đi tưởng đó là nói cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự người này không biết nói cây, không biết rác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được nói cây, tìm cầu nói cây, trước một cây lớn đứng thẳng có nói cây, người ấy bỏ qua nói cây, chặt rác cây và mang đi, tưởng đó là nói cây." và người ấy không đạt được mục đích mà nói cây có thể thành tựu cũng vậy. Này các tỷ kheo, ở đây có thiện nam tử vì lòng tin xuất ra từ bỏ gia đình sống không gia đình. Vị này vì chi kiến này nên mê say tham đắm phóng dật vì sống phóng dật vị này bị đau khổ chưa tỷ kheo. Như vậy vị này gọi là đã nắm giữ rác cây của phạm hạnh và do vậy vị ấy đã dừng lại ở đây lại nữa ở đây này các tỳ kheo có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất ra từ bỏ gia đình sống không gia đình ta bị chìm đắm trong vòng xanh già chết sầu bi khổ yêu náo bị chìm đắm trong đau khổ bị chi phối bởi đau khổ rất có thể toàn bộ khổ này có thể chấm dứt vị ấy xuất ra như vậy được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này hoan hỉ tự mãn, vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người, vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức, do thành tựu giới đức, vị ấy hoan hỉ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình chê người Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở thành mê say, tham đắm phóng giật Do sống không phóng giật, vị ấy thành tựu thiền định Vị ấy do thành tựu thiền định này hoan hỉ nhưng không tự mãn Vị ấy không do thành tựu thiền định này khen mình chê người Vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành mê say tham đắm phóng giật Do sống không phóng dật Vì ấy thành tiểu chi kiến Do thành tiểu chi kiến này Vì ấy hoan hỉ nhưng không tự mãn Vì ấy không vì thành tiểu chi kiến này Khen mình chê người Vì ấy không vì thành tiểu chi kiến này Trở thành mê say Tham đắm phóng dật Do sống không phóng dật Vì ấy thành tiểu thời giải thoát này các tỳ kheo, sự tình này có thể xảy ra. Tỳ kheo ấy có thể từ bỏ thời giải thoát này các tỷ kheo ví như một người muốn được nói cây tìm cầu nói cây trong khi đi tìm nói cây trước một cây lớn đứng thẳng có nói cây người ấy chặt nói cây mang đi và biết đó là nói cây một người có mắt thấy như vậy có thể nói người này biết nói cây biết rác cây biết vỏ trong biết vỏ ngoài biết cành lá Người này muốn được nói cây, tìm cầu nói cây. Trong khi đi tìm nói cây, trước một cây lớn đứng thẳng, có nói cây, người ấy chặt nói cây mang đi và tự biết đó là nói cây. Và người ấy đạt được mục đích mà nói cây có thể thực hiện. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây một thiện nam tử vì lòng tin xuất ra từ bỏ gia đình, không sống không gia đình ta bị chìm đắm trong xanh già chết sầu bi khổ yêu náo bị chìm đắm trong khổ đau bị chi phối bởi khổ đau rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt vị ấy xuất ra như vậy được lợi dưỡng tôn kính danh vọng vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này hoan hỷ tự mãn Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng giật Do sống không phóng giật Vị ấy thành tiểu giới đức Vị ấy do thành tiểu giới đức này hoan hỉ nhưng không tự mãn Vị ấy không do thành tiểu giới đức này khen mình chê người vị ấy không do thành tựu giới đức này trở thành mê say tham đắm phóng dật do sống không phóng dật vị ấy thành tựu thiền định vị ấy do thành tựu thiền định nên hoan hỉ nhưng không tự mãn vị ấy không do thành tựu thiền định này khen mình chê người vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành mê say tham đắm phóng dật do sống không phóng dật vị ấy thành tựu chi kiến Vị ấy vì thành tựu chi kiến này nên hoan hỷ, nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu chi kiến này khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu chi kiến này trở thành mê say tham đắm phóng giật. Do sống không phóng giật, vị ấy thành tựu được phi thời gian giải thoát. này chư tỳ kheo. Sự tình này không thể xảy ra, Tỳ kheo ấy có thể từ bỏ phi thời giải thoát này, như vậy, này các tỳ kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, lợi dưỡng danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích chi kiến. Và này các tỳ kheo, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là nói cây là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Thế tôn thuyết giảng như vậy các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời thế tôn dạy 29 đại kinh thí dụ nói cây hết